Chào anh em nhé, chào mừng em sẽ kênh của mình. Hôm nay thì mình đã đang tận cảnh chuẩn bị dán cho em trai cái kiếm tam giác nhọn hai đầu. Đấy, và cái logo biểu tượng Kia giữa con logo này thì nhà mình là nhập theo mã của logo K250 đời mới nhất bây giờ thì nó rất là đẹp và nó nhìn nó khỏe và như là nhìn nó sang các bạn nhé. Đó, logo này thì hàng xịn sò 100% nhãn luôn. Bên sau của nó thì nó có cái lúm này các bạn này, các bạn cầm cái kìm bẻ đi các bạn nhé, nó lúm nhựa thôi. Chúng ta cầm cái kìm các bạn là xong. Đây, mình sẽ bẻ cái lúm nhựa đằng sau đi các bạn nhé. Để dán cho cái logo nhìn cho đẹp. Đây các bạn này, đây mình đang bóc ra cho các bạn nhé. Đấy, bóc cái logo ra thì trong đấy nó có hai cái lúm cao su, lúm ti các bạn ạ. Các bạn bóc cái bỏ bẻ cái ti đi. Đó các bạn thấy không, đây nó có ba cái các bạn nhá. Các bạn cầm cái kìm bẻ đi. Đấy, cầm cái kìm các bạn bẻ đi. Đó, nó đấy luôn, đấy các bạn thấy không. Rất là đơn giản. Các bạn bẻ ngang bẻ dọc được hết ạ. Đó các bạn thấy không? Đây các bạn này, các bạn bẻ đi phát là đất luôn này. Đó. Đấy, theo xong nha, các bạn bẻ đi thì các bạn mới dán được. Còn nếu không các bạn phải khoan các combo thì nó sẽ không ăn thua các bạn nhá. Đấy, sau khi bẻ xong ba cái chân này đi đúng không? Thì chúng ta sẽ dán cái mặt ga lăng trước. Đấy, chúng ta sẽ chơi mặt ga lăng trước các bạn nhá. Mặt ga lăng này thì anh em nhớ bán keo silicone cho mình nhá. Đó. Đấy. Ta sẽ bóc cái không bóc đi cho các bạn. Vì sau khi các bạn bóc bằng cái mặt ra thì các bạn bắn đầy các đây 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 đúng không ạ, đầy đầy được mấy mặt tới được cái mặt đấy thì nó là hõm. Đó, chúng ta sẽ bắn tầm khoảng 2-3 điểm keo hồ cao lên các bạn nhé, hồ cao lên cho các bạn, cao nữa đấy, nó cao lên mới chạm tới mặt được. Chưa tới đây chú này, nhìn này nó hõm mà không bắn bắn cao lên nó mới chạm được tới mặt được đấy, đúng rồi, đầy lên như núi ấy. Không phải bè ra, đầy lên như núi, đầy lên như núi. Đó các bạn nhá, các bạn bắn đầy lên như núi như này thì nó sẽ chạm tới cái mặt ga lăng của các bạn. Đó. Sau đó các bạn có thể dán dán cái này trước, dán logo trước tùy các bạn. Đấy, đúng rồi sao luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cái chữ Kia lồn rất là đẹp luôn. Cân rồi. Đấy, chúng ta dán cái chữ logo Kia trước các bạn nhá. Sau đó các bạn có thể dán cái này vào là xong. Đó các bạn thấy không? Rồi. Anh chờ. Rồi chú ạ, đẹp rồi đấy. Đó các bạn thấy không? Rất là đơn giản luôn. Thế là xong các bạn nhá. Đó, đây là cái kiếm hai đầu và logo. Nhìn rất khỏe đầu xe luôn. Ok cho anh em, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đơn giản thôi các bạn thấy không? Đây, các bạn đánh đầy keo lên ấy, thì nó sẽ tì cái mặt này vào cái keo thì nó sẽ bám vào. Đó, các bạn còn sau đó các bạn niết cái này cho nó bám vào cái mặt ga lăng là xong rồi. Đây, các bạn nhớ nhá, cái logo này là mình logo xịn của K250 các bạn nhá. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Các bạn thấy không? Đẹp luôn. Đó, ok cho các bạn.